điều quái trong 12 tiếng đồng hồ, dạo hai bệnh viện tại Hà Nội để trộm cắp. Trong chưa đầy 12 tiếng đồng hồ từ 21 giờ ngày 7 đến 7 giờ ngày 8 tháng 7, đối tượng Thượng đã bỏ đến hai bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội để trộm cắp tài sản. Nữ quái liều lĩnh này là Đào Thị Hoài Thương, sinh năm 1990, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, quê quán phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Theo điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, Hà Nội, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7/7, Đào Thị Hoài Thương điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Way màu trắng, biển kiểm soát 29H2-12364 đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thuộc phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, với mục đích xem ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Sau khi gửi xe máy, Thương mò vào khoa cấp cứu, rồi đến khi chờ của người nhà bệnh nhân. Tại đây, Thương thấy một người đàn ông nằm ngủ ở ghế, bên cạnh là chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vivo i20s. Quan sát một lúc không thấy có người qua lại, Thương tiếp cận gần vị trí người đàn ông đang ngủ rồi lén lút rút điện thoại ra khỏi sạc, nhét vào túi áo và lấy xe bỏ đi. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, Thương điều khiển xe máy biển kiểm soát 29H2-12364 đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, gửi xe tại nhà gửi xe của bệnh viện rồi đi bộ vào bên trong các khoa khám bệnh với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi qua hành lang nhà F thuộc khoa hồi sức tích cực và chống độc, Thương thấy một tủ sắt để đồ cá nhân, bên trên nóc tủ có nhiều ba lô, túi sách. Quan sát xung quanh khi thấy không có ai trông giữ, để ý, Thương nhấc luôn chiếc túi đeo chéo, màu đen, có dòng chữ Urban Lifestyle. Rồi lập tức đi bộ ra ngoài để kiểm tra chiến lợi phẩm, gồm giấy đăng ký của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 19C1-10422, một thẻ căn cước công dân, thẻ ngân hàng Techcombank, một chìa khóa xe máy, một vé xe máy, dạng thẻ từ. Nhận thấy chiếc chìa khóa và chiếc thẻ từ là của chiếc xe máy biển kiểm soát 19C1-10422 đang gửi trong bệnh viện, Thường nảy sinh ý định sơi nốt chiếc xe máy trên. Thực hiện ý định này, Thương quay lại nhà xe của bệnh viện tìm bằng được chiếc xe máy. Với chìa khóa và vé xe, đối tượng một tiền án dễ dàng đưa được phương tiện ra ngoài. Sau đó, Thương gọi điện cho bạn là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1984, quê quán Bình Lục, Hà Nam, hẹn gặp và cho Hòa chiếc túi vừa lấy trộm được. Hòa biết chiếc túi là tài sản phi pháp nhưng vẫn nhận để sử dụng. Về phần mình, Thương điều khiển xe máy biển kiểm soát 19C1-10422 đi tìm nơi bán và với đầy đủ giấy tờ xe. Cô ta đã tự nhận là tài sản của mình để bán cho một cửa hàng chuyên mua bán xe máy ở phường Mộ Lao, Hà Đông được 2,7 triệu đồng. Bán xe xong, Thương đi bộ quay lại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để lấy chiếc xe máy của mình. Nhưng, bộ dạng nghi vấn của đối tượng đã bị tổ công tác công an phường Quang Trung phát hiện, kiểm tra, mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Thương đã xin đầu thú và khai nhận nội dung sự việc như trên. Theo chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông, nhiều khả năng đối tượng Thương không dừng ở hai vụ trộm nêu trên. Lời khai của Thương cho thấy, sở dĩ cô ta liều lĩnh và chọn bệnh viện làm nơi gây án, do những địa điểm này hay tập trung đông người và có quá nhiều sơ hở từ phía người nhà bệnh nhân đến chăm nom. Chưa kể, công tác phòng ngừa tại các khu thăm khám, điều trị ở nhiều bệnh viện chưa được quan tâm đúng mức. Đây chính là kẽ hở khiến kẻ xấu vẫn còn đất để thực hiện tội phạm.